Cảm ơn bé. Con Nhung bà đi ngủ mà thế luôn, con gấu con Nhung bà đi ngủ mà hai đứa con vẫn ở đây. Ê, lúc này con chưa nhận bạn sang đây comment nữa này. Cả con gấu nâu đúng không? Gấu nâu. Có. Có. Gấu nâu là con nào? Có một con tên là gấu nâu luôn á. Con gấu nâu, gấu trúc, gấu trắng. Không, có con gấu Châu béo. Nhân bạc. Con gấu béo á? Không. Nguyễn Minh Hiếu. Gấu nâu là con nào không thấy nhá. Chữ nhân đỏ ta cũng thấy, không thấy ngay hôm nay. Đấy con đúng có chữ nhân bạc cứ vào đi vào lại. Ừ, con gấu nâu bảo không. Miss chị bé không ngủ được. Thôi đi, bớt thôi. Chị hỏi của em không không? Cảm ơn vợ Hoài. Bên nhau giống phải không? Âm thầm treo like ngủ chớ. Cứu đi mọi người, bắt đi lại còn treo like. Gấu nâu là siêu nhân đỏ. À, thế là con siêu nhân đỏ có sang đúng không? Không. Bọn em mỗi lần nó sang là nó cứ đổi tên. Người dùng đấy chính nặng quá. Gian gian díu díu. Mập mờ. Mọi người. Làm gì có ai yêu một người em ơi. Cảm ơn. Đúng. Cảm ơn vợ ơi. Trời ơi. Thế à Kim Chi. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em. Cảm ơn vợ Hoài. Cảm ơn Hải Long. Chúc em thành công và bán nhiều quần áo. Leo 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 leo. Thank you Devi. Như anh, người luôn biết hôn em mỗi khi em thức dậy. Anh rất vui và sẽ yên tâm rời xa. Dỗi. Dỗi cái gì? Có ai yêu mãi một người đâu anh. Cảm ơn Hoài. Gì mà tự nhiên hách rú mà tao với con quỷ nhỏ kia. Tự ma quá. Anh trở về. Bên này có phải không còn ấm áp nên anh trở về. Vì nơi đây mãi mãi có một người vẫn luôn đợi anh. Một người luôn sau nước mắt đằng sau. Ok. Wow đi rồi mọi người, no spam wow. Những bài hát buồn nhất của Mr. Siro. Con mặt mèo. Ôi. Mai nó lắc bông. Mai nhảy mà em cảm ơn chị Hương. Khiếp anh lắc luôn đi xem nào. Không. Dù Khôi có ở nơi đâu là cái gì vậy? Mr. Siro hay mà. Hay. Cái gì? Không. Bye bye. Mọi người follow. Follow các tôi donate cho em nha. Hôm trước anh bảo chị thế. Anh bảo có mặt mèo đúng không? Bye bye. Bye. Đồ thua cuộc. Ừ. Lúc này. Nãy lắc muốn xỉu á. Cả đêm hôm qua ông ấy nghịch như một con quỷ luôn á. Đây này. Nhưng mà tiếc là những cái khúc đấy mình thì không quay được. Thế nó mới đau gì lại. Ba cái việc mà khó nhất trên đời mà ai ai cũng đã từng trải qua rồi. Thứ nhất là giảm cân. Thứ hai là dậy sớm. Thứ ba là khiến người mình thích. Đúng nhỉ. Ba anh kiểu chuyện này. Anh kể chuyện ma. Chuyện ma của anh Khôi đấy. Cho anh một ly nâu đá không được. Đồng nhỉ, ông ấy hát. Này này, Linh này, Linh giống là em ông này. Linh ơi.
Đâu Nhiễm Ánh hát cái khúc nào ta? Hôm nay ông làm gì? Lắc tít à? Hủy hoại nền âm nhạc Việt Nam. Thật không thể nào mà nghe được. Vì ngày hôm nay em cưới rồi, mai sau anh sống thế nào. Bây giờ chúng mình sẽ hát bài Ngủ Sớm. Ok, vợ đi ngủ đi.